đội hình của mình có vẻ cân bằng và hài hòa quá đúng không nào? Là sao em? Tức là hai bên cân nhau á hả? Đâu, đội hình của mình là đẹp đều. Yeah, đó, đều chứ. Ý là nó đẹp đều và trẻ đều, thật sự rất trẻ. Rất trẻ. À, không hiểu tại sao mỗi lần gặp sao gặp Tú Trung thì đều lấy cái từ trẻ để nhấn tới nhấn lui, nhấn qua nhấn lại, nhấn hoài luôn á. À, dạ, xin trân trọng giới thiệu. Dạ. Chú em là đội thắng rồi. Rồi. Dạ. Thắng rồi. Em. Thắng rồi. Dạ. Ồ, nghe cái tên là thấy kêu quá hả? Hôm bữa cũng có đội tên thắng, thắng luôn. Thắng là được. Ừ, thắng là được. Dạ thua luôn. Thua luôn. Anh nói vô mà đội em mà thua cái lực. Đội thắng rồi, thua rồi. Nghe thật là dễ thương thấy không? Nhưng mà đội sẽ không thua đâu. Rồi, mời đội thắng rồi về vị trí. Wow. Tụi mình đi chơi game. Bớt căng thẳng lại, bớt căng thẳng lại các bạn. Game thôi nha, không cọc nha, không vào nha. Rồi, đâu bạn này tên gì? Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Huỳnh Quý, hiện tại công việc của em là diễn viên. Diễn viên. Dạ. Người bạn kế tiếp ạ. À, xin chào mọi người, mình là Kim Nhã. Diễn viên. Em là Bảo Quân, hiện tại diễn em... viên. Dạ. Dạ. Ca sĩ diễn viên là. Vậy đi. Rồi xin mời các bạn nói tên đội mình cho nó hào sáng lên nào. Hồi nãy anh bước ra cái phong thái vậy. Anh đoán được chưa? Anh đoán được không? Tổng chợ búa. Không làm mất thời gian của mọi người nữa. Đội của em là nhóm Chuẩn Men.